Sáng nay, ngày làm việc thứ hai, Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022-2027 bước vào phiên chính thức. Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, và ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Đại hội có chủ đề đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân. Tham dự có 170 đại biểu đại diện cho trên 6.200 hội viên trên toàn thành phố. Trong phiên trụ bị diễn ra ngày hôm qua 29 tháng 11, đại hội đã thảo luận đóng góp dự thảo báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, Ban kiểm tra thành hội và bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra nhiệm kỳ mới. Theo đó, Ban chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 5 có 25 ủy viên, bà Võ Thị Thanh Nga được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Nhiệm kỳ qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, điển hình như công tác vận động và chăm sóc nạn nhân chất độc da cam, cụ thể đã vận động được trên 48 tỷ 570 triệu đồng, hỗ trợ cho trên 100.000 lượt nạn nhân. Nhiệm kỳ 2022-2027 này, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố đề ra chỉ tiêu vận động khoảng 30 tỷ đồng để thực hiện các chương trình chăm sóc giúp đỡ cho nạn nhân.